Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music nhé. Hôm nay mời các bạn cùng theo chân anh em lên đường mang cây Artesia Harmony đến bạn khách tại Gò Vấp nhé. Mình đã tới kho, đây là phía bên trong với những cây đàn siêu hiện đại SV800 dành cho dân chơi và Artesia Performer dành cho giới trẻ. Harmony đã được đem xuống, mang ra phía ngoài và chuẩn bị lên đường thôi. Đường phố hôm nay mát mẻ, không nắng gắt, xanh rợp bóng cây, dòng người quá lại nhộn nhịp nhưng vẫn dễ dàng đi lại. Đã đến nhà khách rồi, để bạn xuống dẫn vào thôi. Mời anh em theo chân team mang đàn lên lầu. Đây là bên trong phòng, tiến hành lắp đàn nhé. Thùng chân đàn sẽ gồm có chân đàn, pedal, sách hướng dẫn lắp chân. Thùng đàn sẽ có giá để sách, tấm chắn sâu, đàn, nguồn và sách hướng dẫn sử dụng. Trong khi các bạn đang lắp đàn, hãy tìm hiểu những điểm nổi bật trên Harmony nhé. Đàn có thiết kế đầy phong cách, chắc chắn và tiết kiệm không gian. Trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhớ, đáp ứng mọi phong cách của người chơi. Bạn có thể chọn chế độ bàn phím như là split, chia bàn phím, layer để hòa âm, trộn tiếng. Trang bị đầy đủ các chức năng phổ biến như là dance bowl giúp tăng giảm tone, metronome để đếm nhịp, điều chỉnh của reverb, chorus để tạo âm thanh cho giai điệu, cổng USB MIDI cho phép kết nối với máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Jack cắm stereo cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Cùng khách bóc siêu và test đàn thôi nào. Đặc biệt trong tháng 10 này, nhà Artesia sẽ mang đến khách hàng chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn lên đến 25% dành cho piano Artesia Harmony từ 10,5 triệu, chỉ còn 8 triệu thôi nha. Khi mua đàn tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất là 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.